Xin chào các bác, chào mừng các bác quay lại kênh YouTube của shop xe đạp 88. Hôm nay em có làm một video về chiếc Twitter T10 Pro đua tay ngang. Hiện tại cửa hàng chiếc xe bán với giá là 14.800.000. Hôm nay em làm video bán xả chiếc xe này cho các bác với giá 12.600.000. Để xem với mức giá 12.600.000 cho chiếc Twitter T10 Pro chúng ta có gì. Đầu tiên nhìn vào đây ta có chiếc Twitter T10 Pro là khung carbon các bác nhá, càng carbon, cọc in carbon. Về bộ chuyển động của xe thì xe dùng đùi đĩa nhôm Propel, hai tầng đĩa, có gạt đĩa là Shimano Tiara, củ đề sau Shimano Tiara 10 tầng lip. Và xích của chiếc Twitter T10 Pro này là xích Shimano HGX các bác nhá. Với xích này các bác chạy vô tư các bác nhá. Về xe sử dụng vành của Retrofex, vành nhôm hai lớp của Retrofex các bác nhá. Xăm lốp thì sử dụng lốp Kenda 700x25C, lốp này lốp K193. Thích hợp cho các bác chạy trong đường phố và cả đường trường. Xe dùng phanh của Retrofex các bác nhé, dùng hai cục phanh của Retrofex, bi đông nhôm Twitter, vô tăng nhôm Twitter các bác nhé. Xe dùng cả củ đề tay đề trước và tay đề sau đều là Shimano Tiara các bác nhé. Và xe dùng Meyer Retrofex. Cửa hàng em hôm nay chỉ bán xả chiếc này từ hôm nay đến hôm 25 tháng 11 các bác nhé. Các bác nào có nhu cầu mua xe liên hệ trang web shopxedap88.com hoặc alo hotline 0933 522 186 để sở hữu ngay một chiếc Twitter T10 Pro các bác nhé. Cảm ơn các bác đã xem video. Chúc các bác an toàn trên mọi cung đường.